bố nồi AB bị bung các bạn ơi. Mình mới vừa chạy về mình thấy sao tự nhiên cái đang chạy bình thường tự nhiên mình giảm ga cái mình lên cái đường nó hơi triền triền à. Cái nó rần xe. Cái chạy ra ngoài thợ liền. Chạy ra thợ liền nói một có là bị có thể bụi hay bị gì chứ sao tự nhiên cái xe rần quá vậy không biết. Cái mang ra tháo ra bể bố bung luôn. Cái này cái đời này bố nó dở về cái keo hả? Nó lỗi keo hả? Rồi mình thay cái bố mới vô có bị không? Hả? Trời đất đâu quá trời ta. Hả? Hả? Nó còn bị lỗi mà. À vậy hả? Ở trong này nó có cái lọc gì không? Hả? À nó vậy thôi hả? Cái này mình đi xình đi đồ nó vô hả? Phải không? Cái... Hả? À nó theo cái lỗ đó. À nó giống như kiểu mà nó hút cái đường mình đi xình nó. À nó hút cái bụi cái nó thổi ra đó. Cái ở đây gặp nước nữa cái đóng cục luôn. Ồ. Cái nồi của thằng mình nó kỳ. Đang chạy là thấy tượng bụi quá trời bụi. Cái bụi này từ trong cái bố ra phải không cậu? Đó, vừa ra mình thấy có hiện tượng là mình chạy ra thợ liền. Chạy ra thợ liền để tháo ra chứ. Chứ mình để mà chạy ráng có nhiều, chạy ráng có sao không vậy? Hả? Chạy ráng anh đi anh biết liền. À vậy hả? Tại anh chạy ráng chặt hết 3 miếng anh chạy nó rền dữ. À, nó rền dữ lắm hả? Tự nhiên à, mới bị lúc mà anh chạy là đi lên cái dốc ngay ở như đây cái là nghe nó rần liền. Rần xe mình nó kỳ đó. Tự nhiên xe rần xe ra là bị bể xe AB các bạn đời có remote chỉ có tìm xe thôi chứ còn chưa có cái khác đời 2017 nhưng mà xe này mình ít chạy lắm để không à cái bình theo xe mà từ 2017 tới giờ chưa hư mà mình để cái bình này nó rất là cầm điện luôn để 6 tháng mang ra bật lên phát là nổ hay vậy nè chạy mới có mấy chục ngàn cây à 43.000 cây số hùng mới lẹ ta mình mới 23 mà giờ ra 43 rồi lẹ ghê ta lẹ ghê chứ chạy vòng Long Khánh này không á chỗ đó đó vệ sinh lượt gió nè vệ sinh lượt gió trời lượt gió nó dơ gió này nó lượt gió dầu nha các bạn nha dơ nhưng mà bên trong nó sạch sao hết vệ sinh lượt gió nè rồi vệ sinh lượt gió rồi vệ sinh vàng này thâu thường thường là thay ga lâu lâu mình phải làm vệ sinh cái nồi nhưng mà chuyến này là quá nặng rồi bể bố nồi luôn bung hết 2 miếng 3 miếng mà bung 2 còn có 1 bó tay bể luôn mới bung luôn cái này dấu của nó là nó có nhóm trước rồi còn cái này là mới vừa bung luôn may với hôm qua mình mới vừa đi Suối Tiên về mới đi Suối Tiên qua đi quay video dưới đó về này nồi ma da nè các bạn nồi ma da nồi nó xài 3-4 vậy xong rồi nó chạy nó bung này ra nè chạy nó bung này ra nè khi mà chạy nó sẽ ép vô đó này nó ép sát vô
tăng tua lên. Đây, dây Cura nó đây. Cura thì chạy vô tư, có gì. Hết bố rồi. Giờ phải đợi đi lấy thôi.